Chiều ngày 4 tháng 1, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Lâm Văn Đợi, sinh năm 1996, trú tại ấp Rò Len, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, cùng hồ sơ và tăng vật vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1, người dân phát hiện một thi thể nữ không mặc quần áo trên phần đất ruộng thuộc ấp Rò Len, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn nên trình báo công an. Công an huyện Tri Tôn tiến hành điều tra, ban đầu xác định nạn nhân là Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1991, trú tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày, công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng nghi vấn Lâm Văn Đợi. Tại cơ quan điều tra, Đợi khai nhận, trưa ngày 3 tháng 1, trong lúc nhậu tại nhà ông Trần Văn Để, cha nạn nhân Hiền cùng một số người bạn, Đợi thấy em Hiền đi chăn dê nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hiền. Nhậu đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đợi đi tìm Hiền. Khi đến khu vực trên, Đợi nói chuyện với Hiền một lúc rồi đòi quan hệ tình dục nhưng Hiền không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã. Sợ bị người khác phát hiện, Đợi đã ra tay sát hại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.